Xin chào mọi người, lại là Mỹ Uyên đây. Chào mừng mọi người quay trở lại với Mr. Zero. Nếu thấy video hay, hãy cho chúng tôi một like, share và subscribe. Cảm ơn mọi người đã đón xem. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Bóng đá là môn thể thao vui được nhiều người yêu thích nhất hiện nay. Cùng với sự phát triển không ngừng của nền bóng đá thế giới, các câu lạc bộ cũng không ngừng được đầu tư nâng cao thứ hạng của mình trong làng túc cầu giáo. Trong hàng trăm, hàng nghìn câu lạc bộ bóng đá, bạn đã bao giờ đặt ra câu hỏi về thứ hạng đội nào lớn nhất chưa? Hãy để Mr. Zero hôm nay giải đáp cho các bạn danh tính 10 câu lạc bộ bóng đá lớn được yêu thích nhất trên thế giới. Về thứ hai, chúng mình bonus thêm nhé. Nên hãy đừng rời khỏi màn hình, hãy cùng sẵn sàng khám phá danh sách này nào. Đứng ở vị trí số 10 là PSG. PSG, Paris Saint-Germain, là câu lạc bộ của Pháp duy nhất lọt vào danh sách này. Tuy nhiên, điều này không gây ngạc nhiên bởi câu lạc bộ này có 35 triệu người hâm mộ trên toàn cầu và doanh thu là 425 triệu bảng mỗi năm. Tài khoản Twitter của họ có 28,4 nghìn người theo dõi, tài khoản Instagram của họ có 25,7 triệu và trang Facebook của họ có 38 triệu người theo dõi. Thực tế thì việc sở hữu cầu thủ càng nổi tiếng thì câu lạc bộ đó cũng được ăn theo phần nào. Và việc lọt vào top 10 này, chắc PSG phải nhờ đến sự có mặt của Neymar và Kylian Mbappe trong đội. Khi Neymar ký hợp đồng với PSG năm 2017, không có gì phải hoài nghi về việc tiền đạo người Brazil sẽ trở thành trung tâm trong phòng thay đồ, giống như Lionel Messi tại Barcelona. Thế nhưng, cũng vào mùa hè năm 2017, PSG đưa về thêm một bom tấn khác, đó là Mbappe Monaco. Theo thời gian, nhà đương kim vô địch thế giới thi đấu bùng nổ, thậm chí còn vượt mặt cả Neymar để trở thành ngôi sao sáng nhất câu lạc bộ này. Mới đây, Mbappe đã ẵm cả hai giải cầu thủ và cầu thủ trẻ xuất sắc nhất League 1 mùa năm 2018-2019. Riêng lượng theo dõi ở Facebook và Instagram của hai cầu thủ này đã lên tới 150 triệu người. Vì thế, chẳng có lý gì bất ngờ khi câu lạc bộ này đứng ở vị trí số 10 trong danh sách các câu lạc bộ bóng đá lớn được yêu thích nhất thế giới. Vị trí số 9 thuộc về AC Milan. Gã khổng lồ Ý có 7 danh hiệu vô địch cúp châu Âu, từng thống trị Ý trong những năm 90. Những vấn đề về tài chính, các cáo buộc dàn xếp tỷ số và màn trình diễn trong nước kém đã dẫn đến sự giảm sút của AC Milan. Câu lạc bộ có 95 triệu người hâm mộ trên toàn thế giới, có giá trị là 646 triệu bảng và doanh thu là 186 triệu bảng. Lý do người hâm mộ thích Milan hẳn là vì đội bóng này có một lịch sử khá hào hùng. Nhắc đến đây, làm tôi nhớ đến cựu hậu vệ Paolo Maldini, người từng có ảnh hưởng khá lớn tới câu lạc bộ này. Trong thế giới bóng đá, có lẽ Paolo Maldini là một trong số ít những cầu thủ có lòng trung thành tuyệt đối, bởi anh chỉ duy nhất khoác áo AC Milan trong suốt cả sự nghiệp. Anh đã cống hiến hết tâm huyết cho câu lạc bộ sọc đỏ đen. Maldini chơi cho đội chủ sân San Siro đến 902 trận trong 25 mùa bóng, anh cũng đã giành hàng loạt danh hiệu cao quý cùng câu lạc bộ. 5 lần vô địch châu Âu Champions League, 4 siêu cúp châu Âu, 7 Scudetto, 5 cúp quốc gia Ý và góp mặt trong danh sách 125 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Paolo Maldini chính là người Ý vĩ đại nhất mà Milan đã sản sinh ra. Anh là biểu tượng không thể thay thế, là thủ lĩnh về mặt chuyên môn cũng như là tinh thần ở San Siro. Cũng chính nhờ lịch sử AC Milan có những con người như Maldini nên câu lạc bộ này dù thời gian này có giảm sút phong độ nhưng vẫn có thể bám trụ với lượng người yêu thích đông đảo. Số 8, Juventus. Trong một nghiên cứu mới nhất, Juventus hiện là câu lạc bộ được yêu thích nhất ở nước Ý. Đặc biệt, với sự xuất hiện của siêu sao hàng đầu thế giới Cristiano Ronaldo đã mang lại những hiệu ứng tích cực cho câu lạc bộ Juventus nói riêng và bóng đá tại Italy nói chung. Một năm sau khi Ronaldo khoác lên mình áo đấu Juve, Juventus đã bán được hơn 1 triệu chiếc áo số 7 của Ronaldo trong năm qua. Doanh thu của nhà đương kim vô địch Serie A cũng tăng 58 triệu euro từ việc bán các sản phẩm có liên quan đến CR7. Đội bóng số 1 Italy có thêm 38 triệu cổ động viên trên toàn thế giới, giúp Juventus từ vị trí thứ 11 trong bảng xếp hạng thế giới nhảy vọt lên vị trí thứ 8. Ngoài ra, việc sở hữu ngôi sao được theo dõi nhiều nhất trên mạng xã hội cũng mang về cho Juve 34,4 triệu lượt thích. Đó là chưa kể đến các hiệu quả về mặt hình ảnh cũng như là tài trợ chiến lược khác. Với Serie A, sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo mang lại nguồn thu lớn cho các đội bóng đối đầu với Juve trên sân nhà. Các khán đài thường xuyên được phủ kín và giá vé luôn tăng từ 10 đến 30% ở mỗi sân đấu mà Juve xuất hiện. Bởi vậy, ta thấy một tương lai của Juve với thứ tự số 8 này sẽ còn vươn xa nữa nếu Ronaldo vẫn vững chân đồng hành cùng thầy trò huấn luyện viên Sarri. 7. FC Bayern Munich.
Đây là đội bóng lớn nhất và thành công nhất ở Đức với 45 triệu người hâm mộ trên toàn thế giới. Câu lạc bộ có doanh thu cao thứ tư là 514 triệu bảng. Và câu lạc bộ này cũng là câu lạc bộ duy nhất của Bundesliga nằm trong top 10 lần này. Hùng Xám rõ ràng là một trong những câu lạc bộ danh tiếng và có lịch sử bậc nhất tại giải đấu hàng đầu nước Đức. Những năm gần đây, bất chấp sự tranh chấp của đối thủ là Borussia Dortmund, Hùng Xám vẫn thường xuyên giành được ngôi đầu của Bundesliga. Trong một thập kỷ qua, với sự phát triển của phương tiện truyền thông xã hội trên toàn thế giới, giải đấu Bundesliga đã đưa Bayern trở thành một trong những câu lạc bộ có lượng theo dõi nhiều nhất trên toàn thế giới. Liverpool. Liverpool, quỷ đỏ vùng Merseyside Raider, đứng ở vị trí thứ 6. Với hơn 100 triệu người hâm mộ trên toàn cầu và giá trị câu lạc bộ khoảng 1,167 tỷ bảng, Liverpool là câu lạc bộ thành công thứ 2 của bóng đá Anh. Lượng fan của Liverpool phụ thuộc rất nhiều vào 6 lần vô địch của The Cop tại Champions League cũng như là cuộc ganh đua giành danh hiệu cùng Manchester United tại đấu trường quốc nội. Tất nhiên, nói Liverpool là một đội bóng nhỏ thì người ta cười cho. Đội chủ sân Anfield có thừa truyền thống, họ cũng chẳng thiếu tiền. Liverpool đang sở hữu hàng loạt cầu thủ nổi tiếng như Mohamed Salah, Mane. Đặc biệt là trung vệ từng đắt giá nhất thế giới Virgil van Dijk và thủ môn đắt giá thứ hai thế giới Alisson. Vậy thì chẳng có gì quá bất ngờ khi vị trí số 6 thuộc về quỷ đỏ vùng Merseyside. 5. Arsenal. Arsenal, một trong những câu lạc bộ lớn nhất bóng đá Anh và là câu lạc bộ thành công nhất ở London. Arsenal hiện có 125 triệu người hâm mộ trên thế giới. Đội bóng được định giá hơn 1,5 tỷ bảng với doanh thu là 426 triệu bảng. Arsenal đã phát triển thành một đội bóng với lịch sử đáng nể ở Premier League dưới thời huấn luyện viên Wenger và họ dường như luôn có mặt trong các cuộc đua danh hiệu trong suốt 10 năm qua. Họ chỉ đứng ở vị trí thứ 2 sau Manchester United tại Premier League về sự phổ biến ở Anh. 4. Chelsea FC. Chelsea lọt vào top 4 trong danh sách này, câu lạc bộ có 145 triệu người hâm mộ trên toàn thế giới, có giá trị hơn 1,5 tỷ bảng và doanh thu là 347 triệu bảng mỗi năm. Đội bóng thành London đã phát triển thành một câu lạc bộ lớn sau khi được mua lại bởi tỷ phú người Nga Roman Abramovich. Chelsea giành 3 chức vô địch Premier League, Champions League, Europa League và một số cúp khác trong nước kể từ năm 2004. Điều này đã giúp Chelsea thăng hạng trên bảng xếp hạng các câu lạc bộ có đông fan nhất. Chính vì sở hữu lượng fan hâm mộ hùng hậu này mà vị trí số 4 ẩm trọn trong tay Chelsea. 3. FC Barcelona. Có giá trị gần 3 tỷ bảng và doanh thu hàng năm là 566 triệu bảng. FC Barcelona xếp thứ 3 trong danh sách. Với 450 triệu người hâm mộ trên toàn thế giới, đội bóng này có phạm vi tiếp cận toàn cầu ấn tượng. Có thể nói Barcelona là câu lạc bộ bóng đá thành công nhất trong 10 năm qua. Họ đã hoàn thành cú ăn ba thứ hai trong một thập kỷ vào năm 2015 khi giành chức vô địch Champions League, La Liga và danh hiệu Copa del Rey với Club World Cup và UEFA Super Cup. Họ đang sở hữu những cái tên làm mưa làm gió như Jordi Alba, Andres Iniesta, Luis Suarez và đặc biệt là siêu sao người Argentina Lionel Messi. Với lượng fan hâm mộ lớn nhất nhì làng Túc Cầu Giáo thì tôi cá chẳng mấy nữa mà Barca lên vị trí số 1. Cũng một lưu ý nhỏ, El Clasico là trận bóng đá được xem nhiều nhất. Điều đó khiến số lượng fan hâm mộ FC Barcelona ngày một tăng theo cấp số nhân. 2. Real Madrid. Đội bóng Tây Ban Nha xếp thứ 2 trong danh sách này và xếp trước đối thủ Barcelona có khoảng 350 triệu người hâm mộ trên toàn thế giới. Câu lạc bộ có giá trị gần 3 tỷ bảng Anh và doanh thu là 589 triệu bảng mỗi năm. Real Madrid và Barcelona không chỉ là hai đối thủ so kè nhau trên sân cỏ mà họ còn kè cựa nhau trên chính cái danh sách này nữa nhé. Là một câu lạc bộ độc đáo với lịch sử phong phú tuyệt đối, họ là đội bóng thành công nhất thế giới đã giành được 13 danh hiệu Champions League và hầu hết các danh hiệu La Liga Tây Ban Nha. Real Madrid có hơn 150 triệu người theo dõi trên mạng truyền thông xã hội và họ đang nhận được rất nhiều sự chú ý hơn nữa trên toàn thế giới với vùng phủ sóng truyền hình mở rộng hơn ở rất nhiều nước. Tuy nhiên, việc để mất CR7 khiến số cổ động viên của họ lao dốc một cách chóng mặt. Phong độ chơi nghèo nàn của Real bắt đầu từ khi Ronaldo không còn khoác áo câu lạc bộ. Mất CR7, Real sa sút thấy rõ, dàn sao thượng thặng còn lại đang là cái bóng của chính bản thân ở La Liga. Huấn luyện viên Zidane đã trở lại, nhưng họng súng lợi hại nhất không còn, ông khó thay đổi tình thế. Trong tất cả 10 câu lạc bộ thì Real Madrid có lẽ là câu lạc bộ tôi lo ngại về sự tụt hạng sớm nhất trong danh sách này. Cuối cùng, chẳng phải bàn cãi gì nữa khi vị trí thứ nhất đã thuộc về Manchester United. Manchester United là câu lạc bộ lớn nhất và thành công nhất ở Anh, đây cũng là đội bóng được nhiều người hâm mộ nhất thế giới.
Câu lạc bộ có giá trị hơn 3 tỷ bảng Anh và doanh thu là 591 triệu bảng mỗi năm. Có một trò đùa phổ biến như thế này, rằng bất kỳ khi nào bạn đang xem bất kỳ trò chơi nào thì có tới 1/3 khán giả sẽ là fan của Manchester United. Manchester United là câu lạc bộ nổi tiếng nhất ở châu Á và Hoa Kỳ, và theo khảo sát của Kantar, Manchester United có khoảng 750 triệu người hâm mộ trên toàn thế giới. Từ Hoa Kỳ, châu Phi, châu Á, Nam Mỹ và thậm chí là cả châu Âu, Quỷ Đỏ vẫn là ông vua không thể tranh cãi của thế giới. Bạn là fan hâm mộ ruột của câu lạc bộ nào? Hãy để lại bình luận ngay phía bên dưới cho tụi mình biết với nhé! Đừng quên nhấn like, share, subscribe và bật chuông thông báo để nhận được những clip mới nhất từ kênh Mr. Zero. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau!